Lan à. Gì Điệp? Cái gì? Trời ơi, anh ơi em xin lỗi. Hồi nãy nghỉ giải lao trong vòng ít phút em lỡ vô coi Lan Điệp. Em bị liều. Bị Diễm Tiểu Thuyết không à. Nè em, xong cái chương trình này anh mời em đi ăn khuya nha. Thôi, trời ơi, đi ăn khuya bụng bự mập lắm. Trời ơi, ăn không có bự, ăn cái này không có bụng bự đâu. Có cái gì ăn đêm mà không bụng bự đâu? Có. Cái gì? Xôi. Trời đó, coi coi đã không? Nửa đêm nửa hôm rủ tôi đi ăn xôi. Giờ này ai bán xôi? Trời ơi, xôi này không phải là xôi thường đâu, mà là xôi nghệ sĩ. Nghệ sĩ bán mà nổi tiếng nữa. Ai vậy anh? Trấn Thành. Trời ơi, trời, anh làm em bất ngờ quá. Em không tin. Không tin gì phải không? Ừ. Đi vậy? Kêu ông ra. Kêu ông ra cho em coi. Đi đấy. Đi vô kêu ông ra cho em coi thôi. Dẹp tổ đây. Dẹp tổ. Bà con có bác ở đầu năm đầu tháng mua giúp em tờ dẹp tổ. Nhai nhai mua em tờ dẹp tổ nhai. Trời ơi nhai mua mẹ em à. Chú ba. Chú ba mua con tờ số ế của anh ba. Đầu năm đầu tháng bác mua được gì chú ba? Trời đất ơi. Ngoại. Ngoại mua con tờ số không ngoại? Ngoại. Rồi ngoại im luôn. Trời. Em ơi em ơi. À, dạ dạ dạ, vé số hả, vé số hả chú? Có bán vé số hả? Dạ, biên vé số. Số mấy? Dạ, số đẹp lắm. Số mấy? Dạ, 1, 2, 3, 4, 5. Mấy nữa? Dạ, 5, 4, 3, 2, 1. Theo số theo thứ tự thế à? Dạ. Thế đẹp đấy nhỉ? Dạ. Mà sao vé số nhìn cũ thế? Trời ơi, vé số mới lấy về chiều mai mới sổ. Ô, thế chiều mai mới sổ à? Dạ. Sáng mai tao mua. Dạ. Cái gì vậy trời? Không mua thôi, chọc ghẹo ra ngoài à. Bán mua cả ngày trời không được gì hết, toàn gặp chọc ghẹo không à. Hỏi sao mà giờ đầu năm đầu tháng bán không có được cái gì mà toàn gặp cái gì đâu không à. Vì sao con không 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 muốn à? Không muốn đâu. Muốn đâu rồi. Tưởng gì ngựa ngựa quay cho đã chóc mặt té. Đứng dậy coi. Ai đây? Chan 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 chan. Tay ta đây cầm một thúng ma. Đời ta gắn liền với gạo nếp bà. Thì ra đây là... Bán xôi ăn không? Quỷ bán xôi mới làm thấy ớt vậy đó. Tao với ai? Mày làm gì ngày nào mày không bán cái số mày ngồi đây mày khóc hoài vậy mày? Bán ế mà bán có được đâu. Ế lắm hả? Ừ. Biết sao ế không? Sao vậy? Tại cái mặt mày hãm tài quá mà. Mày nhìn cái mặt mày đi, tao nói thiệt mày để đi coi, để đúng cái hậu hình này coi. Tao nói thiệt mày chụp hình màu rửa ra mày không giống chó Bắc Kinh tao con mày. Chưa thấy ai mà xấu mà tao nói thiệt mới khen xấu mà xúc phạm người nhìn như mày. Trời đất ơi mày nghĩ sao vậy? Bán buôn là người ta phải cần cái mặt tươi tươi ha. Mặt tươi như mặt trời ha, còn mặt mày như mặt trận. Nghĩ sao tao muốn. Hiểu không? Chứ giờ sao? Tao chỉ mày cho. Bán buôn đầu tiên là mình phải làm gì? Bán buôn đầu tiên là mình phải có một cái thương hiệu. Khi mình có một cái thương hiệu người ta sẽ mua đồ cho mình. Một cách vô tội già, một cách hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng mình. Ồ, vậy là có thương hiệu là mới bán buôn được hả? Chính xác. Ủa vậy bán xôi có thương hiệu không? Phải có thương hiệu chứ. Thương hiệu gì? Sao xuyến xôi. Trời đất ơi, cái thương hiệu gì đâu nghe đọc muốn lẹo lưỡi luôn. Sao xuyến xôi? Ai ăn xong sao xuyến xôi sẽ thấy xuyến sao? Hả? Tại sao lại có tên sao xuyến xôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đó là tại vì giờ này có một số người xí xa xí xoắn sắm xẻ xe xô xào táo tân phi sổ sàng sang sản. Nói chung là xạo. Nhưng không sao đã có sao xuyến xôi. Ai ăn xong sao xuyến xôi, người giữ sẽ hết sổ sàng, người chảnh sẽ hết xí xọ, người ồn sẽ hết xào xáo và người bình sẽ hết xanh sao. Nghe xong cái thương hiệu xôi cái thấy xốn sang. Xốn sang mà xào mày. Giờ sao không lẽ cái thương hiệu tao đặt vé số tao thương hiệu gì? Tao phải có cái gì đó khác chứ tự nhiên tao có thương hiệu. À, số phải không? Ờ. À, đặt tên xui xẻo số. Mày hùng hả mày bán vé số đọc xui xẻo số. Quên. Hay là ví dụ như là mày bán vé số mày không lấy chữ số mà lấy chữ vé đi. Chẳng hạn như là vi vu vé. Đó. Vi vu vé. Vi vu vé là vèo vèo vé. Đó. Hay quá ha. À, là vất vả vé là vội vàng vé. Nhiều đó lắm.
cưng. Quan trọng đó là cái thương hiệu. Sau khi mày đã có một cái thương hiệu rồi, mày phải kết hợp âm nhạc và cuộc sống. Khi mày đã có âm nhạc rồi, mày ca lên, mày hát lên, người ta sẽ bu mày. Ủa là sao? Là có âm nhạc là vừa rau vừa ca hả? Vừa ca vừa rau nó mới hấp dẫn. Ủa là sao vừa ca vừa rau? Tao làm cho mày coi. Chuẩn bị music. Ai ăn xôi giò, ai ăn xôi gà. Yeah. Cho thêm 2000, anh đem tới đậu phộng nha. Tôi cuốn nếp thang, tôi lá cẩm với tôi chiền. Ăn tông, nhân nhớ là phải trả tiền. Trời hay lắm mọi. Rồi hát mà còn biểu diễn nghệ thuật nữa. Trời ơi hát mà đứng cái thế này gió độc đi ngang tật suốt đời luôn nè. Khép lại. Bà đặt khép kiểu nữa chứ. Bán buôn ế ẩm không được gì hết trơn. Còn gặp mấy khùng nữa. Em nói ai khùng á? Mày á. Sao nè? Chỉ cho mày bán buôn đắt mày còn nói tao khùng nữa ha mày. Ê quỷ, mày vô duyên vừa bãi thôi nha. Bán buôn gì đấy về ế ẩm không được gì, không có gì bỏ bụng. Gặp mày mà còn ca múa hát không mà có giúp ích được gì đâu. Ủa sáng giờ bán ế hả? Chứ dồn gì nữa. Chưa có bán được gì đâu hả? Không có gì ăn luôn á. Trời ơi, bán ế sao không nói tao, tao bạn bè à, không nói một tiếng. Hey nè, qua đây ngồi đi. Có gì hả? Mình trời ơi, bán ế phải không? Ừ. Hey nè, xôi nè, ăn đi. Ủa mày cho tao hả? Mày má tao hả? Xôi bán chứ đâu mà cho vậy? Chứ... mua đi thì được ăn. Ờ. Mua đi. Nhiều gói? Rẻ lắm. Rẻ là nhiêu? 5000. Được, bán 500. Nghĩ mà xôi bán 5000 mà mua 500. Ừ, chứ xôi mà bán mắc cần chết là ai dám ăn? Mày nghĩ nè mày, không có tiền thôi dẹp đi. Trời đất ơi, giờ giật cháo leo thang cái giống gì tao cũng lên, đừng có 5000 bà đàn bà than. Trời đất ơi, giờ tao hỏi mà cái gì cũng lên, cho bây giờ vàng 4 mấy một chỉ rồi, bây giờ vàng lên sôi lên. Ủa mắt mới gì vàng lên sôi lên? Tại sôi tao màu vàng. Con mày khùng quá trời. Cái gì nữa, trời đất ơi, giờ tao nói thiệt mày, bây giờ xăng cũng gần 2000 mấy lít cho bây giờ vàng. Sôi xăng còn lên huống hồ gì sôi. Trời ơi, mắt mới gì sôi dính lên tới xăng. Tại vì tao nấu sôi bằng xăng. Trời ơi, mày chơi sóc độc đĩa không mày? Thì mày ăn hay không? Có kệ cũng đói, mua giùm mày nè. Bán 2000 xôi. Không, 5000 bán, 2000 không bán. Dẹp mày, nghỉ. Thôi bán đi. Dẹp. Bán đi. Tao nói không là khắp. Bán đi. Đi. Bán đi. Khắp. Vậy thôi. Ăn xôi gì? Ăn xôi gì? Mày chảnh chi cho cực vậy? Tại vì định níu kéo thì thôi chứ bây giờ bán cũng ế mà sáng giờ chưa. Nè. Bạn bè ăn giùm nhau cái đi. Bán 2000 xôi giò. Vậy đi cho để. À. Thôi, xôi giò phải không? Ừ. Mày yên tâm, mày ăn đúng chỗ của tao, xôi giò của tao này không? Thấy không? Mày làm là mình tốt lắm. Tại vì từ xưa giờ tao bán buôn là quan trọng cái chuyện sạch sẽ. Cái vệ sinh là cái quan trọng. Tại khi mà mình bán người ta mình không vệ sinh chúng chửi mình, hiểu không? Học ê cái gì? Tao thiệt mày mấy bữa nay tao bệnh gần. Mấy bữa nay bệnh gần chết mà không dám nghỉ bán đó. Thì có sợ khách khứa người ta nhớ mình ta gì thôi chứ. Nè, 2000 xôi giò nóng hổi. Mày ăn luôn đi. Có 2000 xôi mà nó bốc nó móc nó thọc đủ chỗ rồi nè. Có 2000 xôi làm cái ghê giờ mày có ăn hay không? Chưa mày ăn tao dẹp à. Ơi, ăn mà. Trời đất ơi, có 2000 làm cái ghê vậy trời. Tiền mình ăn mua xôi mình nhục nhã đó trời. Ê mày, gì? Mày bán 2000 xôi không đủ nhét kẻ răng nữa mày. Ăn có 2000 mà đầu nhét kẻ răng. Mày đưa tao 20000 tao nhét đầy hàm răng mày cho. Đi bán. Ê. Đứng lại. Trời ơi, giọng gì mà lạnh lót dữ vậy trời. Ai đó? Đi đâu vậy mày? Kìa. Wow. Ô, mỹ nhân. Ô, mỹ tâm. Ý, trời ơi, bà bay kìa trời. Bay nữa kìa. Gì đây? Trời ơi, nó bay. Hai, ba. Ô, Mỹ đen. Trời đất ơi. Trời ơi, tôi nhìn đằng sau tôi tưởng ai thì ra con quỷ bán báo gần nhà tôi. Trời đất ơi, chung vô diệm. Cái đoạn mà nó bay bay là tao nghi vậy nè. Trời ơi, người ta bay lên nhẹ nhàng. Tao là bay lên trên mọi người rồi nhìn nhận là bay lên. Còn quỷ này nó bay mà nó muốn rỉ mọi người xuống không hả? Trời ơi,
thì tình cuối cùng gặp gỡ cái con này tưởng gái đẹp, ai ngờ dở ra cái con mà dáng học sinh mặt phụ huynh này thì... Ủa nãy sao mấy bạn nói tôi đẹp gọi giờ sao mấy bạn nói tôi xấu hả? Trời ơi, nó nói chuyện nghe mệt ghê. Biết nãy sao mấy bạn nói bạn đẹp, còn bây giờ mấy bạn nói bạn xấu không? Là bởi vì mày xấu thiệt. Hiểu không? Mày xấu thiệt nên người ta mới nói. Hai tụi bay nói chuyện mà tao muốn giật bẻ luôn à. Không dám đâu. Ê. Thương tôi mà thương không được rồi giờ chọn tôi không? Mày thương nó hả? Ê. Thương tôi nói đại đi nha. Đừng nói cuối đời lấy tôi nha ba. Cầm giùm thúng xôi. Ừ chi vậy? Đi ối. Đâu mày xấu nhất mà mày làm như mày đẹp gì? Đùa lắm. Dạ. Trời đất ơi, tao nói thiệt mày, lúc mà mày mới đẻ ra tao biết cho tao gọi thầu cho ba má mày kêu bán vô đoàn xiếc đi. Xấu quá luôn á. Không phải, tại vì nhìn cái mỏ nó giống như cái đế đựng banh của mấy cái con mà hải cẩu á, hiểu không? Mỏ lên mày hứng banh dễ lắm. Cái mỏ mày bay lớn như cái lo kèn vậy nè. Hứng banh banh không có trượt. Trời đất ơi, ba má đẻ ra con gái đâu mà cái mỏ y dai thục pizza mà dính cái banh trong miệng. Bán giờ mà bán được chưa bà nội? Ế lắm. Biết tại sao ế không? Trời mưa quá trời. Không phải tại trời mưa, biết tại gì không? Sao ạ? Cái mỏ bà đó. Tao nhìn cái mỏ mày tao tưởng mày bán cá, bán cá chùi kiến, tao không có mua báo. Ui, bởi vậy mấy người mà thích tôi bởi vậy cứ hay nói xấu tôi hoài. Đi bán đi ngoài. Đây, đứng lại. Nhỏ này riết giọng như đàn ông. Kêu gì mày? Tôi không nói cái gì đâu. Mày mới kêu tao đứng lại đó. Giọng đàn ông mà mày nói tao. Cái quỷ này nè. Tao đâu kêu, nãy giờ nó kêu mấy lần rồi đó. Ờ quên, giọng quỷ này bóng sao. Con mày không kêu, con mập này không kêu, vậy ai kêu? Tao kêu. Ai giọng rè dữ mày? Này kêu em á, này. Mày chị kêu vậy? Ai kêu mày? Ai kêu đâu? Ai kêu? Cái gì? Ai kêu em? Đâu? Cái gì? Bình tĩnh. Hình như bà ngoại mày phải không? Sao bà ngoại mày cái mặt dài dữ vậy? Hình như không phải rồi. Mà bình tĩnh. Mày bình tĩnh. Mày không có được rung. Trong những cái trường hợp là đừng có rung. Nói mày đừng có rung mà sao mày rung dữ vậy? Mày rung mà. Đâu có. Tao mỏi chân mà. Hết sức bình tĩnh nha. Mày đứng lên coi. Đực mày làm cái gì? Đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên đi tao. Đừng có chân cái gì vậy? Trời ơi, nó ngắm trúng rồi kìa. Mày đứng trời ơi, nó xả xuống một cái là tao hỏi ăn Tết luôn. Mẹ lên, lùm tao vậy. Trời đất ơi, ăn cho mập chi rồi khổ này trời. Từ từ. Mày xử nó. Từ từ mày để làm. Bình tĩnh. Nhân duyên này phải để tao xử. Lấy hết sức can đảm. Để gì vậy tao? Gì đấy? Tôi đi dựng nó cũng vậy nói vậy. Mày chết hèn. Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Đi thôi. Má tao dặn mấy cái trường hợp này là mình phải bình tĩnh, mình phải giao lưu. Mày giao lưu đi. Để tao giao lưu. Bạn ơi, bạn làm nghề gì? Cướp. À, nó cướp. Trời ơi. Sáng sớm không ra được không coi ngài. Trời đất ơi, tôi biết bao nhiêu chủ bán vàng, bán cục sòn không cướp, cướp thằng bán xôi. Trời ơi. Ông cướp hả? Bán em sáng giờ em không bán được một cái gì, không có cái gì trên cướp đời này. Có tiền không? Dạ không. Có không? Dạ không. Có không? Dạ không. Ê mày nói sao vậy, nãy tao mới mua 2000 xôi của mày đó. Cái gì vậy? Có không? Dạ có. Quên. Nhờ bạn em nhắc em mới nhớ. Em đưa anh liền. Tiền ai? Dạ. Thằng kia có không? Để em hỏi, anh em bình tĩnh, em hỏi. Mày có tiền không? Có, mà giờ sao? Giấu vô. Mày đừng nói nghe nha. Tao không có như mày đâu mà khai bạn bè ra, giấu vô. Cảm ơn. Giấu vô. Dạ, xong rồi anh. Nó có không? Dạ có, móc đi mày. Ủa sao mày nói mày không khai? Càng miếng ai kêu nó mất dạy trước chứ. Đây mày. Giờ nó bán đứng em. Giỡn mặt tao hả mày? Ngồi đúng rồi, đi. Rồi đi, em chào anh.
Ai cho tụi bay đi? Hả? Còn con mập kia nữa. Mày kiếm gì vậy? Em kiếm con mập anh đang nói á. Mập là mày đó. Em không mập đâu. Mày nhìn lên mày đi, vậy mà không mập hả? Ơi, em không có tiền. Có tiền không? Không, chưa bán được tờ nào hết á. Hỏi có tiền không? Không. Có không? Dạ có. Ủa, thổ con mập mày khai chi vậy? Nó đưa lại đi chứ, đứng la ngoài tao đái ông quân à. Hết trơn rồi. Tụi bay ngon quá. Thôi cho tụi em đi. Ủa, mà dám giỡn mặt cái tao nói là không có. Thôi đâu. Tôi chưa sử dụng kia, mày chưa sợ đúng không? Mày rớt dao rồi mày thấy bà mà với tao. Nghe không? Mày nghĩ làm sao ha, tao mà. Quăng cái hụt luôn rồi. Về tập lại nha. Tôi quăng mà nó chụp hụt luôn mà. Mày biết mày mới làm gì đó? Lụm tao đưa dao cho nó rồi. Quá vậy. Mày nghĩ sao mày cầm con dao mày lụm được mà mày đưa cho nó làm chi? Mày ngu quá, mày không đưa nó giết mình rồi sao? Mụn đầu mày cầm con dao trên tay sao nó giết mày được? Quên. Trời ơi, dao mà nó quên. Trời ơi. Anh lại dao đi. Nè. Còn mày giỡn với tao đó hả? À, chưa đâm, chưa đâm, chưa đâm. Xí, nó nghe nè, bây giờ một là đâm, hai là không thì đi về chứ nhá hoài đứng rặn muốn chết hà. Đâm mày không nhá hoài à. Xí đứng chờ, xí đau bụng quá. Trời đất ơi, ăn cướp bị đau bụng nữa trời. Ừ, tưởng gì toilet thằng kia cái mày. Mày rảnh quá. Ai mượn mà chỉ toilet cho nó làm chi? Ai biết. Trời ơi, sao nó đau bụng mày ơi. Em cướp bị đau bụng hả? Cái trường hợp này hình như là em không nhúc nhích không, không có hợp lý. Tại vì nó không nhúc nhích. Tao biết rồi nè. Nó không có nhúc nhích, nó không nhúc nhích. Tao biết. Hồi xưa á, đi học trò á, người ta nói binh pháp có câu. Tao nói bài đặt binh pháp nữa. Ta nói là. Nói gì? Địch không động, ta không địch. Trời ơi trời. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Trời ơi. Tao nói không có đi học trò, mày đặt chơi chữ nữa trời. Chơi thế. Ăn nói thì vừa thả ra cái nó nguyên cái không khí nó nặng lại liền hả? Chứ nó nói cái gì á? Ngu gì đâu, ăn nói biết thì thưa là tốt, không biết là múa cột mà nghe. Hai đứa mày sai hết rồi. Cái gì? Cái câu đúng của người ta là địch bất động, ta bất động. Đúng mày, bất động, ta bất động. Mày ngu mà không biết gì vậy đây là sao? Có nghĩa là nó không nhúc nhích thì mình không nhúc nhích luôn. Đúng rồi. Hả? Vậy bây giờ nó không nhúc nhích là mình cũng không được nhúc nhích. Vậy 1, 2, 3 bất động. Trời ơi, đứng tới chừng nào hả trời? Ê, nó nghe nè. Nãy tao ngu quá, tao bất động một chân, bây giờ tao bỏ xuống hai chân cho nó đỡ mỏi được không? Mày để xuống đi giết mày, mày để xuống đi giết mày. Để lên, để lên. Tao có biết, giữ nguyên hiện trường. Anh cướp rồi. Cái gì nữa vậy má? Không mấy hành động đi chú, em ngứa quá em không dám rải. Ôi giờ này ngứa đâu nữa cho ngoài. Ê, nghe mày cũng gãi. Để chân chú không được mày gãi, giết mày luôn. Đừng có gãi, đừng có gãi. Mày đứng hiếp, đừng gãi. Tao đứng kế bên mày nè. Mày gãi rồi mày nói tao luồn tay qua tao gãi cho mày. Rúng. Nó gãi, nó ngứa rúng kìa, mày dám gãi không? Thôi để nó ngứa tiếp luôn đi. Ê, mỏi. Cũng mỏi chứ. Mỏi bây giờ tại sao địch không động? Bây giờ địch không động thì ta để tao sắp xỉu rồi. Ê, lỡ địch luôn không động thì sao mày? Ta không động, ta không động. Ờ, mày ngu mày đánh rồi. Tao ra bà em vậy. Quý trời trời đi. Ờ, mày nó ai nói tụi mày tao không động. Cái gì vậy? Mạch núp vô, mạch núp vô mà mạch. Để lên mà mạch, núp vô. Núp vô. Nó. Mày đứng nó luôn đi, mày đứng luôn đi. Nó. Trời ghê luôn mày ngu. Trời ơi. Không trốn, ngu, chạy mà không trốn. Thôi nè. Mày núp ở đây là đúng nhất đó.
sao có duyên với nhau vậy? Bây giờ là nó bất đậm luôn rồi, nó thất thế rồi. Quất nó! Mày ra mày thảo tao ra! Mày! Ôi mày hả? Mày vô! Trời ơi! Quen! Xí quán phải không? Ờ! Em quán rồi anh. Ồ! Hình như xí quán là cái thằng bán vé số ở công viên kế bên mà hàng ngày đi tới đâu cái tao ăn hiếp nó tới đó đúng không? Đúng rồi, nên nó đồng nghiệp tao. Ồ, ngạc nhiên chưa? Thì ra là mày à. Nãy giờ, mời đứng dậy. Mời đứng dậy. Dạ. Em nhớ anh không? Dạ em nhớ. Em nhớ anh không? Ngày nào em đi bán á, cái anh cũng ăn hiếp em á. Em nhớ anh không? Dạ em nhớ. Hồi nãy em cầm dao, em hù em định đâm anh á. Em có nhớ không? Hồi nào anh em không nhớ. Sao em quên quá chị? Sao em mau quên quá chị hả em? Hả? Mày bữa nay mày đòi khai à lao hả mày? Ê mày à, nhìn đi. Nhìn. Mày thấy gì không? Mày có thấy gì không? Thấy gì anh? Chưa nhìn sao mà thấy. Nhìn đi. Nhìn kỹ không? Dạ. Kỹ chưa? Dạ kỹ rồi. Thấy gì không? Dạ không. Tại sao nhìn kỹ mà vẫn không thấy? Không phải là anh phải nói anh thấy cái gì mới thấy được chứ. Mày chỉ cần nhìn mày không biết mày thấy cái gì. Mày nhìn mày thấy không? Dạ. Nhìn kia. Thấy không? À, em thấy rồi. Sao có cái gì đâu mà thấy. Mày sao hả mày? Lâm. Ngu kêu lâm lâm liền. Lâm. Kêu không lâm hả mày? Lâm. Ngu mới nói lâm nữa. Trời đất ơi, sao kèo nào cũng dính vậy? Ê, mày quýnh nó hoài mày. Quất là quất liền. Ai cái bữa nay mình bày đặt hả mày dám cướp hả mày? Nói. Tại sao bữa đi đang cướp? Nói. Anh ơi, thông cảm cho em anh. Em không dám ăn cướp rồi anh. Tại vì hôm qua em đi bán vé số á, bị mấy đứa kia nó giật hết vé số của em luôn. Em không có tiền mua vé về quê á anh. Rồi em không có tiền ăn nên em đói với mình. Mấy anh thương nhưng mà cho em cái gì em ăn nên em đói quá. Em nói thiệt em không có cố ý đâu. Cái mặt nạ cái con dao là mấy đứa nít nó chơi Halloween nó bỏ quên trong công viên em lụm. Em không có cố ý đâu anh. Ủa gì là coi như là bị cướp hết hả? Dạ. Thiệt không còn tiền nằm. Dạ không có gì hết. Là đổi. Mới đi cướp đúng không? Dạ anh còn gì anh cho em ăn. Đói lắm rồi hả? Dạ. Thì thôi đói thì con kiếm con có gì cho anh ăn không? Ừ có nè, đây nè có con dao nè mày ăn không? Mà tao sống thì con mắt rồi liền. Hả mày đi cướp đã rồi mà kêu cho mày ăn hả mày? Hả mày? Ờ cướp đã kêu cho ăn hả mày? Dẹp. Dẹp mày. Nói đi. Ôi giờ sao? Nhìn đói. Đó nhìn nói luôn. Sao? Ê sao mày cho nó ăn gì đi, mà mày bán thiếu tao đi, mốt tao trả mày tiền được không? Mày có cơ hội trả sao? Mày bán tao. Không có mấy mày bán thiếu cho nó đi đi. Dẹp trả. Dẹp sao? Ê mụn mày có gì ăn không? Nghĩ vẻ. Tao có xôi nè. Ê cho nó ăn đi. Thôi nãy tao mới mua mà. Cho nó ăn miếng rồi, cho nó ăn nửa cục thân được nữa. Tao nói đói quá cho nó ăn nửa cục mà. Mày cho nó ăn là đi ăn cướp tiếp á. Ờ cho nó ăn đi ăn cướp tiếp rồi sao mày? Chứ mày không cho nó ăn hồi nó xỉu tại đây á. Ừ, không cho nó ăn nó xỉu tại đây á. Rồi mày cho nó ăn đi mày muốn quay lại cướp mày đó. À cho nó ăn muốn quay lại nó cướp tao hả? Thôi mệt mày quá mày không cho nó ăn hồi có chuyện lớn. Ê bây giờ mày làm gì mày giật của tao? Bà nội ơi thầy. Xong luôn. Tao không có muốn tại mày không được. Tại mày đi vô sao nó từ nó cho nó ăn. Mày giật gì rớt đất dơ hết rồi ai dám ăn? Mày. Nó dám. Ừ ăn lại đi. Ăn vô. Có đói quá trời. Thôi đi thôi. Mày rụng hả mày? Con trôi rớt rớt dơ vậy nó còn lượm lên ăn cho mày chịu của nó hả mày? Mày biết từ từ chứ. Ê con người mày giống mày ích kỷ mày quá đáng vừa vả nha mày. Cái xô nó rớt xuống đất nhỏ lượm lên ăn mày biết nhỏ đó là hả? Mày tôi của mày chịu của nó, cái xô của tao mà. Tự nhiên mày cũng giục luôn hả sao? Đúng rồi. Cùng cảnh ngộ như nhau mà cũng mua luôn măng bưng mà sao mày ích kỷ quá vậy mày ác quá vậy? Ví dụ vậy thôi mày. Mà nó rớt rớt dơ vậy mà nó còn ăn. Mày lấy mày giục của nó luôn. Mày có nhận tâm không? Tao nói mày vậy rồi chơi mày giỡn quá đáng nha. Sao mày không dám trả lời? Bộ mày căng mày hay sao mày không dám trả lời? Mày có cho tao nói đâu. Tại sao tao giục của nó? Hả? Sao tao biết? Tại sao tao giục của nó? Mày nghĩ đi.
Mày bạn tao mày nghĩ tao gì hả mày? Tao dục cục sôi xuống đất là tại vì sôi rớt xuống đất dơ rồi làm sao mà ăn? Tao nói thiệt với mày, tụi bay là bạn tao. Tụi bay nghĩ tao là cái người như vậy hả? Mày đấu chút xíu là mày nghĩ chuyện mày đi ăn cướp hả mày? Hả? Hồi xưa tao làm sao? Hả? Tao đi buôn gánh bán bưng, tao làm tâu làm mọi cho người ta. Tao đi ăn, ăn dầm nằm về chỗ này chỗ nọ. Có cái bến xe là lết qua chưa? Tao có nghĩ tới chuyện tao ăn cướp không? Tao có ăn cướp. Vì mày đói mày đi ăn cướp hả mày? Cướp tao nè hả? Xôi này là tao cho mày ăn. Hồi xưa tao với mày không có ai cho tao ăn đâu. Mày ăn đi. Trước khi mày ăn mày phải nhớ một điều, có làm mới có ăn. Đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện đi cướp người ta, cái bịch xôi người ta là năm này tao đưa cho mày ăn. Thế mày cứ ăn đi. Nhưng mà đó là bịch xôi của tao. Khi mày ăn, mày ăn luôn đi. Hình như cứ xe công an tới phải không mày? Con nghe tiếng còi hú, đi đi. Xe công an. Không phải công an. Gì vậy? Tao khóc á. Đúng là tao xuyến tôi. Nhìn nó ăn xôi mà thấy xuyến tao. Sao trời đất ơi, ông ăn xôi chứ mày phải mày ăn xôi đâu mà mày khóc giùm nó luôn mà mày xạo xạo à. Đâu đâu tội nghiệp luôn rồi. Ông nội ra đây, bước ra đây. Tao nói cho mày nghe một lần cuối cùng trong đời nó, ngày xưa tao quýnh mày là tao giỡn với mày thôi, mày hiểu không? Đối với cái gì cũng vậy, nói anh em tiếng tao giúp đỡ cho nghĩ sao đi ăn cướp. Đó. Xấu xa nhục nhã. Đó, em biết rồi. Em mày biết ăn xong cái bịch xôi này tao nói mày nghe, ngày hôm nay mày nhớ kỹ tao nói mày câu này. Đốt cho sạch, rết cho thơm. Ừ, mày hiểu chưa? Bây giờ mình nghèo mình chịu, cỡ nào cũng có ngày phấn đấu mình thành đạt thôi. Bây giờ mày nghèo đúng không? Giống như tao, bữa nay tao đi bán xôi, đi đâu lớn lên tao làm MC. Hả? Cảm ơn quý vị.